For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Cao Thái Sơn công khai có con. Cao Thái Sơn 40 tuổi lần đầu cho biết có con trai Cao Thái Minh gần 1 tháng tuổi nhưng không nói về mẹ của bé. Con của ca sĩ ra đời giữa tháng 12 năm 2023 tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cao Thái Sơn cho biết mẹ tôi do ngoài 80 tuổi luôn mong có cháu bé bỏng. Công việc của tôi cũng ổn định nhiều năm nay. Tôi tự tin với vai trò là một người bố, nhưng tôi sẽ không nói về mẹ bé để giữ gìn sự riêng tư của gia đình. Với Cao Thái Sơn, việc có con đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, thay vì thích gì làm nấy, giờ anh nói ý thức phải có trách nhiệm lớn hơn trong mọi phát ngôn hay hành động của bản thân. Theo ca sĩ, con sinh ra giống như một tấm gương phản chiếu của chính bố mẹ. Anh tự nhắc nhở, phải là người bố tốt để con trai sống tử tế. Người ta có câu, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để tu dưỡng bản thân, Cao Thái Sơn cho biết. Từ ngày đón thành viên mới, Cao Thái Sơn cố gắng cân bằng giữa việc đi hát và thời gian bên con. Anh nói may mắn vì có mẹ, chị gái, người thân trong gia đình sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi cần. Hiện anh hạn chế đi tỉnh nhiều ngày vì muốn kịp về với con trai. Trước đây Cao Thái Sơn là thích dịch chuyển, giờ sống chậm lại, anh cũng học cách chăm em bé như bế vỗ, ở hơi, thay tã, thức khuya dậy sớm, canh cho con bú sữa. Khi tôi ở vai trò mới, tôi càng cảm thấy biết ơn sâu sắc công dưỡng dục của mẹ, ca sĩ cho biết. Cao Thái Sơn sinh ra tại Hà Nội, với ngoại hình sáng và giọng hát cảm xúc, anh được chú ý khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004, sau đó trở thành gương mặt đất show với nhiều bài hát như Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Cầu Vồng Sau Mưa. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác. Năm 2023, anh có hit mới Tất Cả Hoặc Không Là Gì do Đông Thiên Đức sáng tác, đạt 15 triệu lượt xem trên YouTube sau 3 tháng ra mắt. Trước đó Cao Thái Sơn từng trải lòng, tôi thất bại trong tình yêu. Ca sĩ Cao Thái Sơn nói anh sống ở biệt thự, lái xe sang nhưng lại luôn thấy cô đơn vì thất bại trong tình cảm. Khi được hỏi, khi yêu anh là người như thế nào? Cao Thái Sơn trả lời, trong tất cả mối quan hệ tôi luôn chân thành, luôn nghĩ cho người mình yêu và không đòi hỏi sự đáp trả. Tuy nhiên sau nhiều lần đổ vỡ, tôi nghĩ trong một mối quan hệ, hai bên phải cùng trao yêu thương đồng đều thì mới bền vững. Hiện tại tôi độc thân, luôn muốn yêu và được yêu, và tin bản thân có trái tim đủ rộng để có thể chia sẻ cùng một người khác. Nếu mình trao tình cảm và được họ đón nhận thì mối quan hệ sẽ phát triển tròn trịa. Nếu tình cảm không được đáp trả, tôi vẫn trân trọng cảm xúc đó. Càng bị tổn thương, tôi hát lại càng hay và cảm xúc hơn. Chỉ khi cất tiếng hát, tôi thấy như mình được chút nỗi lòng. Những lúc tình cảm đổ vỡ, tôi tập trung kiếm tiền. Tuy nhiên khi sống trong thành công, tôi phát hiện chỉ có âm nhạc mới giúp tôi có cảm giác hạnh phúc. Khi được hỏi, từng gây chú ý về ồn ào xoay quanh mối quan hệ với diễn viên Angela Phương Trinh, anh nói sao trước thông tin cả hai làm chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Cao Thái Sơn trả lời, Angela Phương Trinh là một người bạn, người em gái mà tôi luôn trân trọng. Có những khi tôi không kiểm soát được cảm xúc, vui quá dẫn đến hành động không phù hợp trên mạng xã hội. Khi sự việc bị đẩy đi quá xa do hành động của tôi gây ra, tôi nhận ra bản thân cần phải biết tiết chế hơn trong cách hành xử của mình. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.